thì bây giờ nó rảnh rang đó, cứ có con có cái học hành nên thân nên phận, có tiền có nó bắt đầu, nó lo cho cái ghế nó ngồi đấy. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện tự nhiên trong cuộc đời xã hội bên Việt Nam bây giờ chúng ta cũng đang có cái đó, nhưng mà may là trong nước bây giờ lúc lúc trước thì khác, bây giờ thì đang lôi lôi đầu những ông nào mà cao cấp, dù là cao cấp cỡ nào, bí thư cỡ nào, cấp nào đi chăng nữa cũng lôi ăn tiền như thế nào, phước tất như thế nào, ăn cướp bóc lột như thế nào, đem về của công làm của nghĩa là của riêng như thế nào, có xứng đáng là con cháu Bác Hồ, có xứng đáng là công chức, là nô bộc của dân trong nước hay không. Đó, thì là bây giờ nhà nước lần lần người ta cũng phải lôi cái đó ra. Một lúc lúc trước người ta chưa lôi được, bây giờ có đủ thời cơ tới để mà lôi những ông nghĩa là quan chức, như những tham quan mà lôi ra, thì bằng chứng bây giờ trên báo chí trên đài không biết xử, còn xử chúng hay là xử trật như thế nào còn là việc khác. Nên là chuyện khác À, nữa. rồi cái cuộc đời chưa chưa chấm dứt được ở đây, thành ra chúng ta phải thấy là như thế, cái gì nó tới nó tới, cái gì sự thật, cái gì chánh nghĩa, cái gì tham lam, cái gì tốt, cái gì xấu là cũng sẽ bị trừng trị. Rồi đây những ngày tới nó sắp sắp sẽ bây giờ nó nói bên kia là tham quan ô lại nhiều lắm, thì cái đó thì phải tới. Con trâu ở dưới bùn lên thế nào cũng dính ít bùn, nó không làm sao khỏi. Thì cái nào rửa sạch được, cái nào đập cho nó tan được, lần lần người ta cũng phải đập tan cho nó thôi. Đúng rồi. Đúng, đây thì ngày hôm qua đó là chúng tôi đã đưa cái video của anh Lê Xuân Nghĩa đã tóm qua anh nói ở Việt Nam đó. Anh nói rất đúng, không phải là mình cứ treo cái lá cờ đỏ sao vàng lên là mình là người yêu nước, Đúng không? không phải là mình vỗ ngực mình không nói xấu đất nước ở hải ngoại, đó là những người yêu nước, đâu có phải. Thành ra chúng ta biết tại sao bây giờ những cái cuộc biểu tình 2.000 người, 1.000 người, bây giờ 500 người, và bây giờ đã kiếm 100 người ra cũng không có nữa. Và 7 tháng nay không có biểu tình. 7 tháng nay các tiệm mà may cờ Việt Nam hay là bán cờ Việt Nam, họ lấy một cái cờ từ bên Đài Loan về. Giá vốn của cái lá cờ bên Đài Loan về có 1,5 đô thôi. Đấy. Và họ đi mua đó là có 3 đồng thôi. Mà họ về họ bán 15 đồng rồi 20 đồng này kia. Tại sao phải cái lá cờ to đấy, tôi không nói cờ bằng bàn tay nha, cái lá cờ to đấy, đấy. Hay cầm cái phất qua phất lại đấy, một cái lá cờ đó có 3 đô la thôi. Thế bây giờ các chủ tiệm mai đang vêu mỏ lên, tại vì bây giờ là bán mỗi một lần biểu tình là 1.000 lá cờ, 1.000 lá cờ là 3.000 đô la đấy. Thành ra giờ cũng cũng gọi là vất vả lắm. Vất vả là tại vì bây giờ chúng tôi rất vui, có nhiều người nói ở tiếng nói ở KBC hải ngoại mạnh quá, bây giờ hết biểu tình. Dạ, cái đó em không dám ạ, em chỉ nói cái chuyện thật thôi. Cái cũng như là anh Trịnh Tuấn mới nói là ồ, chúc mừng KBC hải ngoại, bây giờ cái view của KBC hải ngoại ngang ngửa với Bonsan TV. Cái vấn đề đấy chúng tôi không bao giờ đặt cái vấn đề so sánh, chúng tôi chỉ muốn đặt là cái nội dung của chúng tôi nó có xứng đáng để cho mọi người nghe hay không, và cái những cái nội dung nó nói ra đó, đó có làm cho những người yếu tim ở bên trong cái nhóm chống cộng cực đoan hay là trong nước họ có bị bực tức hay không đấy. Chứ thật sự rằng chúng tôi không có muốn cạnh tranh, tại mỗi một đài nó có một cái lượng khán giả khác nhau. Bên Mỹ nó có ABC, có NBC, có CBS, có CNN, rồi có Fox News, nó có đủ hết đấy, tự do đấy. Còn cái vấn đề mà bây giờ đó là bên kia bị ít view trở lại, ngang ngửa với lại KBC hải ngoại, có thể lắm. Chứ không phải là tại vì chúng tôi được đông người lên ngang với bên kia. Cái chuyện đó, nhưng mà chúng tôi không làm so sánh. Nhưng cảm ơn cái tin đó của Trịnh Tuấn. À, trở lại cái Trịnh Tuấn có nói là bác nói là lúc nãy bác Phương nói như vậy là bên nước Mỹ không có dân chủ. Có chứ. Nhưng mà cái dân chủ của nước Mỹ nó khác với dân chủ tại Việt Nam. Đấy. Bởi vậy đó, ông Donald Trump là tổng thống duy nhất của Mỹ, ông nói một câu rằng chúng ta không thể mang cái dân chủ tại nước Mỹ để vào áp đặt vào bất cứ một cái nước nào. Khi mà mọi người hỏi ông vấn đề nhân quyền Việt Nam, ngay khi hôm ông đắc cử, ông trả lời ngay lập tức. Và trước khi đó đó, Ngọc cũng hỏi ông là vấn đề dân chủ tại Việt Nam, ông nghĩ sao về vấn đề dân chủ Việt Nam?
và ông sẽ có thái độ gì? Ông bảo tôi chưa lên làm tổng thống làm sao tôi biết tôi sẽ phải làm gì? Một ông tổng thống rất là khôn ngoan. Bây giờ ông đắc cử xong ông bảo rằng đấy, không thể mang cái dân chủ của nước Mỹ để đặt vào Việt Nam. Ở Việt Nam cầm cái cây đánh cảnh sát, đánh công an. Ở bên Mỹ là đùng, đó là nằm xuống ngay lập tức. Quý vị nhìn thấy những cái video đó đâu. Đấy. Nhìn thấy rõ ràng trong video. Nó bắt một người nghĩa là vi phạm. Ở Việt Nam mà bây giờ quý vị có quyền lái xe như là cảnh sát chạy sau lưng như vậy không? Không. Đấy. Nếu mà công an không làm thì dân chúng làm. Bởi vì chúng tôi đã từng chứng kiến ngay tại Việt Nam. Mấy anh con ông cháu cha đó lái xe ô tô để đụng một cái xe anh người nước ngoài, mà anh người nước ngoài là có một cô bạn gái là người Việt Nam, thế mà mở cửa xe xuống rồi nhào vô đánh người ta, đánh người ta. Thế bây giờ ai dân chúng họ và họ can ấy, và họ đánh luôn ấy, cái đường này thành ra cái chuyện nó mỗi một nước nó có hành xử khác nhau. Thế trở lại cái vấn đề mà vẫn nước Mỹ thì nó có những cái chuyện tôi sẽ đề cập cái vấn đề ông Obama buôn cần sa sau. Bây giờ hiện tại đó, cái vấn đề nó còn lớn hơn chuyện ông Obama, là nó lôi lại cái chuyện bà Clinton Hillary đấy, nó bảo bà sẽ bị bắt ở tù. Tôi nói rằng á, ông nào lên trên Facebook cũng là quan tòa hết. Ở Việt Nam ta chưa xử thì nói là ông Đinh La Thăng 12 năm này kia. Thế bây giờ người ta xử cái thì bắt đầu xử đó thì ông Đinh La Thăng khai là Nguyễn Tấn Dũng, mà Nguyễn Tấn Dũng đã đi trốn ra khỏi Việt Nam rồi. Thế hỏi những cái chuyện đó, câu view hạ cấp thì muốn người ta gì nữa, cái đó rồi mở vào. Tôi đề nghị quý vị là những cái video kiểu đó đó, YouTube kiểu đó đó, không có bấm nữa, không nghe nữa. Mình nhìn đấy mình hiểu rồi. Mình thấy cái tên ở dưới đó mình biết là cái loại video gì rồi. Đấy. ABC gì đó. Cái thằng ABC này mình không bao giờ mình coi nữa. Mắc mớ gì mở ra. Cái tin là Đinh La Thăng khai Nguyễn Tấn Dũng mà có ai nghe thấy không? Video cả của các đài truyền thống họ đưa lên có câu nào trong đó. Thành ra cái chuyện mà tôi thấy rằng những cái vấn đề đã hạ cấp mà ngay ở cộng đồng đây cũng vậy. Những người bên này học hỏi dân chủ của Mỹ, nhưng mà khi lên đăng ở trên các diễn đàn cũng nói bậy và cũng là phê bình. Bây giờ mới có cái tin nói là Tết Mậu Thân đó, phải làm lại, trả lại công đạo cho Tết Mậu Thân. Tết Mậu Thân là cái gì mà phải công đạo, mà cái công đạo cái gì? Cái chữ công đạo đó là cái gì? Công đạo đó là cái gì? Thế xong rồi cái là rồi họ nói rằng á là Tết Mậu Thân là phải đưa Việt Cộng ra tòa, và Việt Cộng là thành phần là ác ôn côn đồ này kia, đã là phản bội cái lời hứa này kia, tấn công Tết Mậu Thân đủ hết phải không? Thế hỏi các anh có một cơ hội nhá, từ năm 68 đến năm 75 các anh có là bao nhiêu năm? Các anh có 7 năm để đưa Việt Cộng ra tòa, lúc đó các anh đang nắm cái Việt Nam Cộng Hòa trong tay này, các anh còn không đưa ra được, bây giờ anh lấy cái gì đưa? 43 năm ở Mỹ rồi còn đòi đưa Việt Cộng ra tòa về cái vụ Mậu Thân, tôi nghe nó cái chuyện buồn cười là hoang tưởng. Đấy. Như bác ngày 14 tháng Giêng này, ở trên San Jose sẽ có một buổi họp, buổi ra mắt sách là Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Theo Dòng Đời. Thì tôi hỏi rằng tôi không biết là nó theo dòng đời như thế nào. Theo dòng đời thì nó tàn rồi từ lâu rồi. Tại vì 30 tháng 4 75 ra chấm dứt. Thế nhưng mà nó theo dòng đời nào thì tôi không biết, mà ra mắt sách thì không biết là có bao nhiêu người coi xem hay không. Nhưng mà chắc chắn một điều là Tổng Hội Võ Bị và cái Hội Võ Bị Bắc Cali và Hội Võ Bị ở dưới San Diego, họ đã tẩy chay cái tổ chức. Họ đã tẩy chay cái tổ chức võ bị của các ông Nguyễn Văn Ức, ông Sú A Cầu, ông Nguyễn Hàm ở cái quận Cam này, ở Nam Cali này.
lên án luôn mà. Tôi đăng rồi, tôi đăng cả một cái thông báo của Tổng hội Võ Bị lên đấy. Đấy là cái dòng đời thật sự đó. À, bởi vì quý vị làm những cái chuyện và nhìn thấy rằng ông Nguyễn Văn Đức á, tổ chức nào cũng có mặt ông hết. Mà ông Nguyễn Văn Đức là gì? Ông là người của Việt Tân. Đấy, tổ chức Thương phê bình của bà Hạnh Nhân. Ông có bao giờ ông ở trong cái tổ chức không? Không. Ông chỉ được mời vào làm như với hình thức cố vấn. Ông kéo Nguyễn Hàm này, rồi Sú Hoa Cầu vào trong đó tất cả. Để kéo phe, kéo cánh. Để lỡ có cái chuyện gì mà nó vốt. Đấy, người ta cần phải biểu quyết đó, thì các ông đó đồng phiếu. Thế thôi. Bà Hạnh Nhân, bà nằm xuống. Thì cái ông mà đó, Nguyễn Phán, tức là khóa 24 trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt, khóa đàn em của ông Nguyễn Văn Đức là khóa 16. Ông Nguyễn Phán là phó chủ tịch thì là đương nhiên phải lên thay chỗ bà Hạnh Nhân đây, theo nguyên tắc đấy không? Không, trong cái buổi họp, ngay cái hồi đâm ma của bà Hạnh Nhân, bà nói không có phủ cờ. Đấy, rồi mọi người cũng xin gia đình để phủ cờ. Bà nói rằng bà không có cái giao cho một người bà em, bà con sẽ tạm thời quản lý cái cũng không. Các ông này bầu lại, loại Nguyễn Phán ra. Thì ông Nguyễn Phán ông mới kỷ niệm hồi tháng 11, ông kỷ niệm cái khóa 24 của ông. Không mời ông Nguyễn Văn Ước, không mời ông Nguyễn Hàm, không mời ông Chu Hoa Cầu. Mà mấy ông nó đang có chức vụ nữa. Tất cả toàn bộ. Đó là tôi gọi là cái phe trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt đóng vào mở ngoặc các Việt Tân là đã bị loại ra. Ông Nguyễn Phán nó không làm chơi nữa, không thèm mời luôn nữa. Mà bây giờ các quý vị cứ đi ức hiếp người ta như vậy mà quý vị lúc nào cũng đòi là dân chủ cho Việt Nam, tự do báo chí cho Việt Nam. Tự do báo chí mà Nguyễn Phương Hùng này có được vào không? Sức mấy, chưa tới cửa phòng là đã bị đuổi ra rồi. Vội vàng cái là lấy cái giấy viết liền, viết cái chữ. Cái ông mà viết chữ đó, ở mà treo lên đó là ông Phan Như Hữu. Ông viết rất là đẹp. Ông có cái hoa tay, ông viết rất đẹp. Chúng tôi không chấp nhận sự hiện diện của người báo người Việt, của Việt Weekly, của Phố Quân Sa TV. Không dám đề tên Vũ Hồng Lân mà chỉ đề Vũ Hồng Lân TV. Và Nguyễn Phương Hùng. Rõ ràng. Chỉ có Nguyễn Phương Hùng có tên này, còn những người khác không có tên. Thành ra cái mà các cái trang mạng thì bây giờ bác Hùng hay là bác Cường hay là bác Võ Đông Cung hay là những anh em Việt Vision hay là Tôn Nữ Diệu Liên cái gì đó cái gì mà tiếng nói dân chủ hay gì là dân chủ gì đó thì có lẽ các bác cũng nên hướng dẫn cho khán thính giả Việt Nam ở trong nước ngoài nước nhìn ra thế nào để biết cái đó là cái mạng thật, nghĩa là một cái mạng ở trên hệ thống net thật, còn cái đám nào là cái đám phá hoại, cái đám nào là cái đám để người ta xem chứ không thôi. Cái này nó đương mình đương xem cái này, cái kia nó mạnh, nó xem vào là nào là chửi bới đủ các thứ. Thành ra bây giờ người ta không biết cái nào là cái mạng thật, cái nào là cái mạng giả, cái mạng nào là của tụi bố láo nó đưa vô để nó phá hoại cộng đồng ở đây, mà phá hoại cả cái cộng đồng ở trong nước đó. Thành ra nếu mà các bác có khả năng thì xin bàn với nhau, liên lạc với nhau, làm lại với nhau thế nào để cho cái người dân mà xem báo mạng được biết rằng cái mạng đó là cái mạng của cái tụi bố láo, cái tụi bán hàng giả, cái tụi cái gì đó, thì là để cho người dân được biết, chứ không thôi thì là bây giờ nhìn trên mạng lôi thôi là nó cứ loạn cào cào hết. Không ai biết là kẻ nào là cái kẻ đàng hoàng, là trung chính thật, lẽ thật rồi cái gì hết. Cái đó là phải nên cái chấn chỉnh, chứ không thôi rồi cái mạng nó trở thành là một thứ với nhau cả đấy. À, có lẽ có hỏi Võ trung trực Võ là ai, bác Hùng tổ chức bôi nhọ đất nước ghê lắm, ông ấy ở Nam California. Thưa thì quý vị nhân tiện đây độ nói rằng là người ta nói người ta ở Nam Cali, nhưng mà thật sự
họ có ở Nam Cali hay không. Đấy, bác Cường, bác Phương mới nói xong. Đấy. Họ rất là giả, cái mạng kia là mạng ảo. Có thể họ ở một cái nơi nào, hay họ ở bên Úc hay là họ ở ngay Việt Nam. Nhưng mà họ ở Nam Việt Nam. Đấy, thì họ xưng như vậy. Đấy, còn thật ra tôi ở đây thì chưa bao giờ nghe ra Võ Trung Trực. Nhưng mà xin lỗi là cái chữ Trung Trực Võ này xin quý vị đọc theo ông Bùi Hiến đi. ông Bùi Hiền, ông mà sáng tác mà cái chữ mới đó thì các vị biết là Trung Trực Võ là ai rồi, chứ Trung Trực đấy quý vị nói đấy. là nó ra chữ gì rồi. Ok thì